Đây là thương hiệu Jo Malone và có lẽ thương hiệu này với các chị em đã quá là quen thuộc rồi. Và nhân dịp Jo Malone mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, cụ thể đó là ở Lotte Westlake, thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về thương hiệu Jo Malone nhé. Điều đầu tiên đó là thương hiệu Jo Malone là một thương hiệu nước hoa đến từ Anh Quốc. Thì họ sẽ cung cấp những cái sản phẩm từ nến này, nước hoa, những sản phẩm chăm sóc cơ thể và những thứ có mùi khác. Đại khái thì Jo Malone sẽ được liệt kê là phân khúc niche nước hoa cao cấp. Và bên cạnh đó thì đây chính là người phụ nữ đã thành lập ra thương hiệu Jo Malone. Và Jo Malone cũng chính là tên của bà. Đến với điều số 2 thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một xíu về tiểu sử bản thân của Jo Malone. Bà sinh năm 1963 và lớn lên ở vùng Đông Bắc London, Anh Quốc. Có lẽ với nhiều perfumer khác thì họ sẽ được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm mùi hương, hoặc là sẽ là người được gia đình định hướng có tiềm lực tài chính mạnh để phát triển trong ngành này. Nhưng với Jo Malone thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thậm chí rằng bà có một cái tuổi thơ khá là éo le khi mà mẹ của bà bị đột quỵ và bà đã phải nghỉ học từ năm 13 tuổi để chăm sóc cho mẹ mình. Và bên cạnh đó thì bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một cái chứng bệnh, đó là chứng khó đọc. Và điều này nó làm cho cái công việc học tập của bà cũng không thể nào theo đuổi được. Và bà cũng là một trong những perfumer mà không được đào tạo chuyên nghiệp ở trong ngành hương. Khi lớn lên thì bà làm khá nhiều nghề, từ cái việc là bán hoa tươi vào ban ngày cho đến buổi tối thì bà làm spa chăm sóc sắc đẹp. Và trong cái quá trình làm những công việc này thì bà đã được tiếp cận với thế giới mùi hương một cách sâu hơn. Kết hợp cùng với đó, đó là sở thích mà ngắm và thưởng thức những mùi hương sáng tạo, thì bà đã cho ra một cái tổ hợp mùi hương giữa nhục đậu khấu cùng với gừng, hay có một cái tên gọi khác đó là Nutmeg and Ginger. Đây cũng là chai nước hoa đầu tiên mà Jo Malone tạo ra và có ở trong bộ sưu tập của mình vào năm 1991. Và cái mùi hương này thì ban đầu bà làm ra để tặng và tri ân đến những cái vị khách thân thiết của mình, nhưng sau đó thì mùi hương này được đón nhận và được đặt mua lại rất nhiều, và mọi người còn khuyến khích bà nên phát triển ở mảng làm hương này. Cũng nhờ những cái sự ủng hộ đó thì cho đến năm 1994 bà đã mở cửa hàng đầu tiên với thương hiệu là Jo Malone tại London, và càng ngày càng được nhiều người biết tới. Và sau đó thì bà đã mở khá là nhiều những cái cửa hàng khác nhau ở trên những tuyến phố xa xỉ ở London, Anh Quốc. Với sự thành công nhanh chóng thì cái tên Jo Malone đã được đến tai của tập đoàn Estée Lauder và họ đã chú ý. Và cho đến năm 1999 thì tập đoàn Estée Lauder đã mua lại thương hiệu Jo Malone với một cái mức giá không tiết lộ. Nhưng Jo Malone thời điểm đó thì vẫn làm việc là giám đốc sáng tạo mùi hương cho Jo đến năm 2006. Sau đó thì bà mới rời đi. Và trong vòng 5 năm theo cái luật cạnh tranh thì bà không trở lại ngành hương. Nhưng đến năm 2011, khi mà cái luật cạnh tranh này đã hết, thì bà đã quay trở lại với ngành hương và cũng đã có nhiều phát biểu rằng: "Tôi không thể nào sống nếu như không được tiếp cận với mùi hương, với sự yêu thích của tôi." Nên đến năm 2011 thì bà đã quay trở lại và thành lập một thương hiệu khác, đó chính là Jo Love, với những dòng sản phẩm từ nước hoa, nến cho đến những cái sản phẩm chăm sóc cơ thể. Quan điểm sáng tạo mùi hương của Jo Malone đó là bà thích làm ra những mùi hương đơn lẻ với một nốt hương, hoặc có thể là 2-3 nốt hương, để tạo nên một tổ hợp mùi hương thật là đơn giản để các bạn có thể mặc với nhiều outfit, nhiều cái thời điểm và nhiều phong cách khác nhau, hoặc là chính bản thân người dùng có thể tự layer mùi hương với nhau. Đối với giới mộ điệu thì Jo Malone là một trong những thương hiệu thể hiện rất rõ nét hình ảnh của người phụ nữ Anh Quốc, đặc biệt là những người phụ nữ đồng quê. Và các bạn có thể thấy đó là mùi hương của Jo Malone cũng như là cái vai, cái phong cách sống mà thương hiệu Jo Malone mang tới, nó đều mang một cái nét thanh lịch, nhẹ nhàng và có phần rất là tao nhã. Mặc dù cho đến năm 2006, khi mà Jo Malone đã rời khỏi chính thương hiệu của mình thành lập, thì Estée Lauder đã phối hợp với rất nhiều những perfumer khác nhau nổi tiếng ở trên thế giới để tiếp tục phát triển và duy trì cái vai đặc trưng của Jo Malone. Và các bạn cũng có thể dễ dàng thấy được rằng ở thời điểm này thì có một perfumer mà mình cũng rất hâm mộ, đó là Christine Nagle. Bà về làm cho Jo Malone những cái mùi hương đã để lại tiếng tâm. Và bây giờ thì mỗi khi nhắc tới Jo Malone thì chúng ta đều nhắc tới sản phẩm này, đó là Jo Malone Elixir, và có một vài sản phẩm khác như là Bluebell, như là
mùi của Gucci Shore. Bên cạnh đó thì còn có những cái bộ sưu tập đánh dấu những cái thời kỳ khác nhau, những cái bộ sưu tập limited theo từng năm. Mà đối với giới mộ điệu thì người ta bảo rằng nếu như muốn xem lịch sử của Anh Quốc như thế nào thì các bạn có thể thử một vài bộ sưu tập mà Justin Nagel đã từng làm cho Jo Malone, thì các bạn sẽ thấy rằng mỗi một mùi hương thì nó mang một cái thời kỳ khác nhau của Anh Quốc. Và điều cuối cùng mà mình muốn nói cho các bạn biết đó là nếu như bạn yêu phong cách sống, bạn yêu cái phong cách của những người phụ nữ Anh Quốc của xứ sở sương mù thì còn chần chờ gì nữa mà không ra ngay store chính hãng của Jo Malone tại Lotte Westlake ngay ở tầng 1 để có thể trải nghiệm những cái mùi hương của Jo Malone nhá. Và hy vọng gặp được các bạn ở đó.